Xin chào 100.000 anh em đã quay trở lại với 88 Studio, là kênh chuyên review về các cái sản phẩm laptop gaming hot nhất của năm. Và nếu để tìm cho anh em một chiếc laptop chơi game hấp dẫn ở thời điểm hiện tại thì có một cái thương hiệu rất hay được nhắc đến, đó chính là Asus. Từ trước đến nay mình thấy nhé, các cái dòng sản phẩm laptop gaming của Asus như là Asus TUF hoặc là ROG, nó luôn có được một cái chất rất là riêng và nó không đụng hàng bất kỳ ai. Từ cái thiết kế này cho tới tính năng và cả cái cấu hình cho tầm giá. Cho nên là dù bạn là streamer, content creator hay là chúng ta mua máy về chỉ để chơi game ấy, thì chúng ta luôn có được những cái sự hấp dẫn rất là thú vị đến từ những cái dòng sản phẩm của Asus. Thế thì nó thú vị như thế nào? Thì như cụ thể mình đang có ở đây là hai chiếc laptop gaming tầm trung mới được hãng Asus cho ra mắt trong đầu hôm nay, đánh vào cái phân khúc laptop gaming từ 20 triệu cho tới 30 triệu đồng. Nếu các bạn đang quan tâm thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Ở bên tay phải mình đang có ở đây là chiec Asus TUF FA506QM với option cấu hình là Ryzen 7, 16GB bộ nhớ RAM, ổ cứng SSD 1TB NVMe và card đồ họa rời Nvidia RTX 3060. Một cấu hình phải gọi là rất là mạnh trong cái tầm giá 32 triệu. Nó cạnh tranh trực tiếp với những cái dòng sản phẩm như là Acer Nitro 5 hoặc là MSI GF65 phiên bản 21 nếu để so với cái sự tương đương của cấu hình chip card. Còn bên tay trái mình đang có ở đây là chiếc TUF Dash F15, một chiếc laptop gaming cũng có rất nhiều sự mới lạ, với con chip Intel Core i7 Tiger Lake H35 hoàn toàn mới và card đồ họa rời Nvidia RTX 3050 Ti. Giá bán của em nó thì cũng tầm khoảng 30 triệu trong cấu hình như này. Tất nhiên thì dòng TUF Dash F15 nó sẽ không có cấu hình thật mạnh để có thể đè được đối thủ như là chiếc TUF A15, nhưng mà nó vẫn có rất là nhiều điểm rất là hay mà mình muốn đưa nó ra để chia sẻ với cả nhà. Cái sự khác biệt đầu tiên giữa hai chiếc máy này đó chính là cái sự đầu tư và thiết kế. Thì với chiếc TUF A15, để giữ cho cái giá bán nó thật tốt thì máy sẽ không có cái sự thay đổi toàn diện là chóng mặt như là các cái dòng sản phẩm ROG trong năm nay, mà chiếc máy này nó vẫn sẽ có một cái phong cách quân đội hầm hố như hồi trước. Chúng ta sẽ có một cái bàn phím LED RGB một vùng, viền màn hình mỏng hai cạnh, chiếu ghế tay được làm nhựa giả phay xước, họa tiết và các cái đường cắt xẻ hầm hố được giữ nguyên so với phiên bản TUF A15 của năm ngoái. Chỉ khác một chút là cái phần mặt lưng kim loại phía sau máy, anh em sẽ thấy là logo TUF sẽ được làm hoàn toàn mới và in rất là to, thể hiện đây là cái phiên bản mới của năm 2021. Và toàn bộ phần xung quanh máy đang được đục nhiều lỗ hơn để máy thoáng mát hơn, thuận theo ý kiến của người dùng trong những năm gần đây. Dù sao thì đây cũng là một trong những chiếc laptop gaming được chọn mua khá là nhiều, bởi vì em nó giá bán rất là tốt, thiết kế đẹp và nó khá chắc chắn ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà để đẹp sang một đẳng cấp khác thì nó sẽ phải là chiếc máy này. Vâng, em nó quá đẹp luôn. Đây là một trong những chiếc laptop gaming thừa hưởng toàn bộ những cái ngôn ngữ thiết kế của dòng ROG Graphics cao cấp. Cho nên là với chiếc Dash F15 này thì máy nó trông sẽ sang một bậc so với màn chung laptop gaming bây giờ. Máy sẽ có ba cạnh viền màn hình được làm rất mỏng, tạo cảm giác như là các cái mẫu laptop ultra cao cấp vậy. Nhưng mà cái điểm trừ của cái thiết kế này đó chính là nó sẽ không có webcam tương tự như là các cái mẫu laptop ROG trong thời gian gần đây. Nên là dùng máy này để mà video call hoặc là học trực tuyến ấy thì nó sẽ hơi phiền một chút. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có microphone và lại còn là một cái microphone rất là tốt được khử ồn bằng công nghệ AI. Cho nên là các bạn có thể đàm thoại lúc học hoặc là chơi game thì nó sẽ được trong và rõ hơn. Bàn phím của chiếc TUF F15 này cũng bấm ngon như là mấy con laptop ROG và nó sẽ không có phím số phụ. Nhấn mạnh đây là một cái sản phẩm tập trung hoàn toàn dành cho nhu cầu gaming. Và vì nó không có phím số phụ cho nên là cả cái phần bàn phím cũng như là touchpad đã được căn chỉnh ra giữa để giúp máy trông nó cân đối hài hòa hơn và chúng ta ít khi được thấy trên một chiếc laptop gaming 15.6 inch. Bong ngoài bàn phím cũng là hai cái đường họa tiết kẻ sọc đối xứng, cũng rất là nhiều khoảng trống để chúng ta kê tay lên. Và ở trên sẽ là bốn phím chức năng với hai khe lấy gió mát ở đây. Cái này thì nó sẽ không phải là loa, mà loa của máy này thì nó sẽ đặt ở phía dưới gầm máy. Và quả loa của cả hai chiếc máy này đều là loa công nghệ DTS:X Ultra, cho nên là âm thanh cho ra rất là to và đập khá là sướng tai. Và ở xung quanh thì chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ tất cả những phần cổng kết nối và cả bốn khe gió thoát nhiệt ở xung quanh. Tất cả gói gọn trong một chiếc máy có body siêu mỏng nhẹ như này. Về tổng quan để mà nói thì cái sự kết hợp giữa thiết kế và chất lượng build của cả hai chiếc máy A15 và TUF F15 đều mang lại một cái sự ấn tượng rất là hoành tráng về thị giác, cũng như là tạo cảm giác tín hơn về độ bền để chúng ta có thể yên tâm sử dụng. Tất nhiên là dùng máy tính nó có bền hay không thì chỉ có thời gian mới biết được. Cho nên là cái ấn tượng ban đầu khi mà chúng ta cầm máy trên tay nó sẽ hết sức là quan trọng. Và cái dòng TUF hôm nay đã làm được rất tốt điều này. Còn giờ thì mình sẽ nói về khả năng chơi game của cả hai chiếc máy này. Như mình có nói ở trên thì mặc dù cả hai máy chỉ chênh nhau có 2 triệu nhưng mà chúng ta cũng có cấu hình cũng rất chi là khác nhau. Một máy thì sẽ có chip Ryzen 7 card rời 3060, còn một máy sẽ là chip i7 card rời RTX 3050 Ti. Nếu chỉ nghe qua thì chúng ta cũng biết được là máy nào mạnh hơn rồi, đúng không cả nhà?
Cho nên là việc lựa chọn máy nó sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng cũng như là cách dùng của các bạn. Nếu các bạn thích hiệu năng tốt trong tầm tiền thì con chip Ryzen 7 với 8x16 luồng, 16GB 4 RAM và cạc rời RTX 3060 của chiếc TUF A15 này nó thực sự có thể thừa sức càn quét được tất cả các tựa game nặng hiện nay, thiết lập đồ họa 2 setting. Trong khi đó thì ổ cứng SSD 1TB của máy có thể giúp chúng ta lưu được khoảng từ 10 đến 15 game nặng khác nhau, và lại còn nâng cấp được cả RAM lẫn cả SSD nữa, cho nên là các bạn không cần phải quá lo về vấn đề là chúng ta bị hết dung lượng. Mình đã có cài sẵn một số tựa game rất là hay trong đây rồi, cụ thể ra làm sao chúng ta cùng đi vào test nhé. Vâng, rất là mạnh, rất là mượt đúng không ạ? Với đa số tựa game mình chơi thì chúng ta sẽ có được kết quả nó rất là tốt với hơn 100 đến 150 khung giây ở các cái tựa game nặng và khoảng hơn 200 FPS ở các cái tựa game nhẹ như LOL hay là CS:GO. Nhưng mà nhiệt độ của máy thì nó sẽ không thực sự được tốt cho lắm. Với những cái tựa game nhẹ như LOL thì nhiệt độ CPU dao động từ khoảng 85 đến 88 độ C. Còn game nặng hơn một chút thì nó rơi tầm khoảng 93 cho tới 95 độ C ở ngay trong 30 phút đầu tiên chơi game. Đây là một cái mức nhiệt độ mình có được là ở trong cái điều kiện phòng điều hòa là 26 độ C, một cái điều kiện mình thấy là nó cũng khá là lý tưởng rồi. Cho nên là với chiếc TUF A15 này, để đánh đổi một hiệu năng tốt, chúng ta chơi game không dần lag thì các bạn sẽ phải chấp nhận một cái mức nhiệt độ nó rất là cao. Có thể là cái mức nhiệt độ này thì nhà sản xuất họ tính cả rồi, nhưng mà với 90-93 độ C thì nó vẫn sẽ khá là cao so với bảng chung nó tốt gaming bây giờ. Nên là khi mà chúng ta đi mua chiếc TUF A15 này thì các bạn nên đi mua một cái đế tản để kê máy lên, hoặc là tra sang keo kim loại lỏng để chúng ta có được một cái mức nhiệt độ tốt hơn. Thế thì với chiếc TUF Dash S15 thì sao? Nhiệt độ hiệu năng nó sẽ như nào? Intel họ lo ngại rằng là những cái mẫu laptop gaming mỏng nhẹ như này, chúng ta muốn mạnh mà giá bán nó phải hợp lý thì khó thể nào có được một cái tản nhiệt tốt. Cho nên là họ đã tung ra cái phiên bản bộ vi xử lý Tiger Lake H35. Với nền tảng Tiger Lake H35 thì nó thừa hưởng tất cả những công nghệ mới nhất của bộ vi xử lý Intel cho năm nay, như ở tiến trình 10 nanomet và cả công nghệ Thunderbolt 4. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải đánh đổi hai thứ. Một là CPU sẽ bị giới hạn về mức là 35W thay vì là 45W như là con chip i7 11800H, và nó sẽ bị cắt giảm xuống chỉ còn 4x8 luồng mà thôi, để đánh đổi một cái mức xung nhịp đơn nhân cao hơn lên tận là 4.8GHz. Mình đã có thử benchmark và thấy được là cái mức điểm đơn nhân của i7 11370H nó còn cao hơn cả Ryzen 7 5800H và cả i7 11800H cơ. Nhưng với một cái bộ vi xử lý chỉ có 4x8 luồng thì các bạn cũng đã biết là cái điểm đa nhân nó sẽ không thể nào bằng được những con chip 6x12 luồng hay là 8x16 luồng được rồi. Cho nên là nếu ai đang kỳ vọng rằng chúng ta chọn mua bộ vi xử lý H35 để làm render, chạy máy ảo hoặc làm đa nhiệm thì con chip i7 H35 này nó sẽ không phải là một cái sự lựa chọn thích hợp nhất. Tuy nhiên chúng ta dùng cái xung đơn nhân cao đó để mà làm các tác vụ 2D cũng như chơi game thì nó lại hết sức là tối ưu. Và đi kèm với một con chip đó là chúng ta sẽ có cả đồ họa Nvidia RTX 3060 Ti.
Đây là một cái dòng card đồ họa mới của Nvidia trong việc đem đến một cái trải nghiệm ray tracing lên các cái mẫu laptop gaming giá rẻ hơn. Tất nhiên là không phải có chữ RTX vào là chúng ta có thể chơi được mọi tựa game không bị giật lag. Nhưng mà với cái nền tảng RTX 3050 thì chúng ta có thể chơi được những cái tựa game nhẹ với hiệu ứng ray tracing vô cùng đẹp mắt mà trước kia là điều không thể trên các cái mẫu laptop gaming từ tầm trung cho tới giá rẻ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào test game ở trước máy ảnh nhé. Của máy thì nó chỉ dao động tầm khoảng 70 cho tới 80 độ C, cũng rất là mát so với mặt bằng chung laptop gaming trong cùng tầm giá và cũng rất là ấn tượng cho một chiếc máy tính nó mỏng nhẹ sexy như này. Các bạn thấy là các tựa game mình chơi nó đều rất là mượt nhưng mà FPS nó không được cao hẳn do là máy nó chỉ có 8GB RAM và chạy ở single channel cho nên là hiệu năng của máy nó còn bị giới hạn khá là nhiều. Chứ còn với card rời RTX 3050 Ti thì mình tin là hiệu năng của máy sẽ còn tốt hơn như này. Bởi vì các cái mẫu laptop gaming chạy card rời RTX nó sẽ chạy tốt hơn khi mà chúng ta có RAM chạy ở dual channel. Vì là máy đi mượn và thời gian thì có hạn cho nên là mình chỉ có thể chia sẻ như vậy để anh em lưu ý. Ok, tổng kết về hai mẫu laptop gaming của Asus thì rất khó để nói rằng chiếc TUF A15 và chiếc TUF Dash F15 là những chiếc laptop gaming hoàn hảo. Màn hình của hai máy thì cũng chỉ có chất lượng hiển thị trung bình với 65% sRGB, tần số quét là 140Hz. Cũng cơ bản thôi, laptop gaming tầm 20-25 triệu thì cũng đều dùng cái màn như vậy. Tản nhiệt của chiếc A15 thì nó không hẳn gọi là tối ưu so với sức mạnh mà em nó đang sở hữu. Còn chiếc F15 thì nó không có webcam, cũng không có LED phím RGB. Tuy nhiên, để xét về mặt hiệu năng cũng như là hình thức cho tổng tiền thì mình nghĩ là chúng ta khó có thể bỏ qua được hai chiếc laptop này. Với chiếc TUF A15 thì cái sức mạnh mà em nó có được từ cấu hình Ryzen 7 RAM 16GB và card rời RTX 3060 nó thực sự rất là mạnh và chơi game nó cũng rất là đã luôn. Nhưng mà nhiệt độ cao là cái điểm các bạn sẽ phải đánh đổi và có thể cái mức nhiệt độ này là nhà sản xuất họ tính cả rồi, dùng lâu dài thì sẽ không sao và có thể nhờ anh em xem xong sẽ cảm thấy là con này nó vẫn nóng thì cái này mình sẽ để tự các bạn đánh giá. Với chiếc TUF Dash F15 thì có thể nhờ anh em sẽ có một chút thất vọng về cấu hình là cho một con máy tính gaming tận 30 triệu đồng. Nhưng mà chính cái sự mỏng nhẹ, cao cấp và tính tiện dụng là tất cả những gì chiếc máy này đang đem đến. Hiện nay trên thị trường thì đang không có nhiều đối thủ có thể cạnh tranh được với TUF F15 ở khoản này. Vừa đem được cấu hình mạnh với con chip i7 xung nguyên nhân rất là cao, cặp kèm với RTX 3050 Ti để chúng ta có thể chơi được mọi tựa game mà lại vừa có một cái body mỏng nhẹ sexy để chúng ta có thể tiện di chuyển như này. Máy lại còn có cổng Thunderbolt 4 để chúng ta có thể vừa có khả năng cắm được eGPU để làm cho máy mạnh hơn cũng như là có khả năng sạc laptop nếu như mà chúng ta chẳng may quên đem cổng sạc. Không phải một chiếc laptop gaming nào cũng có thể làm như vậy. Dù gì mà nói thì với TUF A15 và TUF F15 thì mình tin đây là hai cái mẫu laptop gaming hết sức thú vị của năm nay. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về hai cái mẫu máy tính này, chúng ta có thể để câu hỏi phía dưới nhé. Chào các bạn.